Xin kính chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc của bên em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 14 tháng 1 năm 2019 thì bên cơ sở lan rừng nhà em có về rất là nhiều loại mặt hàng lan rừng đấy ạ. Có nhiều, rất là nhiều cái loại mặt hàng lan rừng mà cực kỳ là đáng sưu tầm trong sân vườn của nhà. Rồi sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng và giới thiệu tới giá tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn luôn ạ. Mặt hàng đầu tiên em muốn giới thiệu đến các cô chú anh chị và các bạn đó chính là dòng Vanda. Hàng Vanda của nhà em hôm nay về một cái lượng khá là lớn và hàng lá xếp hiện tại đang có nhiều cây đang nhú nụ cô chú anh chị nhé. Và dòng Vanda này thì chơi lá, chơi hoa, hoa đặc biệt là hoa cực kỳ là thơm và chơi lá cũng rất là đẹp. Hoa rất là bền và thơm cô chú anh chị nhé. Cái dòng này Vanda rừng này hàng hôm nay lá xếp rất là nhiều, cây đẹp nên là em sẽ bán với giá là 120.000 một kg ạ. Đó, đa số là cây xếp, hàng đẹp cô chú anh chị nhé, cực kỳ là tươi và nhiều cây đang cho nụ. Rồi tiếp theo bên này là quế lan hương ạ. Quế lan hương, quế trắng tháng 8. Cô chú anh chị cùng quan sát cho em hàng quế lan hương hôm nay ạ. Dạ, rất là nhiều cây xếp đẹp và nhiều cây xếp đẹp và cũng có nhiều cây xếp rụt như thế này cô chú anh chị nhé. Không phải tất cả đều xếp rụt nhưng mà rất là nhiều cây xếp rụt. Và hàng ở đây thì em sẽ bán cả cây to, cây nhỏ lẫn lộn với nhau. Nói chung là nó cũng khá là đều đều cây ạ. Quế lan hương thì cô chú anh chị biết rồi, cái giá của nó rất là đắt đỏ. Và nếu như mà đây, hàng này thì hàng em bán theo kg, em bán xô nên là em sẽ bán với giá là 580.000 một kg cho dòng quế lan hương, quế trắng tháng 8 này nhé. Cái hàng này thì hàng xếp cực kỳ là đẹp luôn ạ. Cây không phải là to lắm nên cô chú anh chị lấy về làm giống thì cực kỳ là hợp lý và cây hàng xếp rất là đẹp. Rồi bên này là quế lan hương, hàng lá lướt này. Dòng lá lướt cô chú anh chị nhé. Dòng lá lướt thì thực ra thì nó cũng sẽ cho hoa giống như là cây lá xếp thôi ạ. Tuy nhiên thì lá của nó sẽ dài hơn này, lá nhỏ hơn và dài hơn ạ. Và lá của nó sẽ mềm hơn so với lại dòng quế xếp ạ. Tuy nhiên thì cái khuôn hoa của nó thì đều là như nhau và hương thơm thì cũng như nhau cả thôi ạ. Đó, hàng xanh mướt rất là đẹp như thế này. Hàng quế lá lướt này em bán với giá là 220.000 một kg cô chú anh chị nhé. Lượng hàng hiện tại thì không còn nhiều này. Rồi tiếp theo bên này là em có cái lô tam bảo sắc hoa vàng nở vào tháng 8 cô chú anh chị nhé. Tam bảo sắc nở vào tháng 8 ạ. Đó, nó rất là đặc biệt. Cái hàng này thì thực sự là nó không phân bố rộng. Nhiều người chơi lan chắc chắn là cũng chưa biết về cái dòng này ạ. Hoa thì nở vào tháng 8, cái mùa cực kỳ là ít loài hoa nở nên là rất là đáng sưu tầm, đáng chơi. Tại vì là mới với cái mùa mà ít hoa nở như vậy mà trong tháng 8 mình lại có một cái giò lan cực kỳ là đẹp và cực kỳ là thơm trong sân vườn thì thực sự là không có điều gì tuyệt vời hơn như thế. Giá hương tam bảo sắc hoa vàng nở tháng 8 này em xin phép được bán với giá là 200.000 một kg cô chú anh chị nhé. 200.000 một kg cho dòng giáng hương tam bảo sắc hoa vàng nở tháng 8 ạ. Đó. Cây thì ở đây cô chú anh chị nhìn thấy rồi. Hàng thì dòng tam bảo sắc hoa vàng nở tháng 8 này thì cái chất lá hôm nay về chất lá khá là to. Chất lá nhiều, cây lá khá là to. Tuy nhiên thì nó không phải là hàng lá xếp mà nó là toàn bộ đều là hàng lá lướt cô chú anh chị nhé. Đó. Dòng này nó không có hàng lá xếp ạ. Cực kỳ là hiếm về dòng lá xếp, không có đâu. Còn bên này là em có lô hạc vĩ, hoa màu hồng phấn cực kỳ là đẹp luôn. Cô chú anh chị xem này, đấy cái lô hạc vĩ này, hàng hiện tại thì đang nụ nhá và đã xuống hết lá rồi. Thân đen rất là đẹp như thế này và nụ thì đang sai chi chít luôn ạ. Có nhiều cây đang nhú nụ ra, thân cực kỳ là khỏe, nhìn thân không thì đã rất là mê rồi. Đó, cô chú anh chị xem này, hàng này chắc chắn là màu sắc hoa sẽ vô cùng hồng đậm đấy ạ. Hàng rất là đẹp cô chú anh chị nhá. Em bán với giá cái lô hạc vĩ này, em bán với giá là 200.000 một kg thôi ạ. Thực sự là nếu như cô chú anh chị nào mà bỏ qua cái lô hạc vĩ này thì nó quá là một cái điều đáng tiếc. Tiếc tại vì em nhìn thân cây,
dáng thì em nghĩ rằng chắc chắn là cái màu hoa của nó sẽ vô cùng đậm và tuyệt vời, cái giống rất là đẹp luôn này. Còn bên này là long tu xuân ạ, à long tu đá hoa tím cô chú anh chị nhá, long tu đá hoa tím ạ. Đây ạ, một số nụ thì đang bắt đầu đã nhú lên rồi ạ. Đó, long tu đá hoa tím em bán với giá là 220.000 một kg cô chú anh chị nhá. Hàng lô hàng về khá là đẹp, nhiều thân hoa. Đó. Rồi, bên này là lô quế tím rừng Bôn Đôn ạ. Quế tím rừng Bôn Đôn giá nhập khá là cao cô chú anh chị ạ. Cái hàng này thì giá nhập thực sự là rất là cao luôn. Hàng hiện tại thì một số cây là đang nhú nụ như thế này này. Đó, cũng có cây to và cũng có cây nhỏ lẫn lộn với nhau. Và chất cái quế của rừng Bôn Đôn này, cái bản lá của nó thì rất là dày luôn, chất lá rất là dày luôn đấy ạ. Dòng này thì sẽ cực kỳ là dễ thuần và dễ trồng. Thì hàng này em bán xô cô chú anh chị nhé. Mặc dù em nhập giá rất là cao nhưng em sẽ vẫn cứ sẽ bán với giá như mọi khi ạ. Đó là 150.000 1 kg cho dòng quế này. Và em sẽ bán xô cây to lẫn cây nhỏ nhé. Cây to và cây nhỏ. Trừ những cây nào là dập gãy thì em sẽ bỏ ra. Hàng hiện tại đang nụ rồi đấy ạ. Tiếp theo bên này là dòng lan báo hỷ này. Dòng lan báo hỷ cũng được rất là nhiều cô chú anh chị muốn tìm để sưu tầm trong sân vườn của nhà mình. Tại vì dòng lan này nó sẽ nở đúng vào dịp Tết luôn. Và hiện tại thì nó đang rụng hết lá để chờ hoa như thế này này. Đó. Cái báo hỷ này em xin phép được bán với giá. Ô, em thấy là một số cây đã cho hoa rồi ạ. Đấy ạ. Nụ tím nụ lớn rồi ạ, nụ rất là lớn rồi và nó cũng rụng rất là nhiều rồi. Báo hỷ em bán với giá là 150.000 1 kg cô chú anh chị nhé. Tiếp theo là kiều vàng này. Cái lô kiều vàng xinh xắn ạ, cây không quá dài và cũng đang chuẩn bị đến sắp đến cái mùa nụ rồi nên là cô chú anh chị có thể nhìn thấy là rất là nhiều cây kiều vàng nó đang sưng cái mắt nụ lên như thế này này, nên là đây là thời điểm rất là thích hợp để cô chú anh chị có thể ghép những cái giò kiều vàng cho sân vườn của nhà mình để ngắm hoa xuân đấy ạ. Cực kỳ là hợp lý luôn rồi. Em bán với giá là 160.000 1 kg cho cái lô kiều vàng này cô chú anh chị nhé. Đó. Hàng rất là tươi và đẹp ạ. Rồi tiếp theo đây là sơn thủy tiên bắc này. Cây giả hành rất là bóng khỏe và các cái rễ không quá lớn cô chú anh chị nhé. Rễ nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là tươi và đẹp. Em bán với giá là 200.000 1 kg ạ. Cũng có những cái rễ thân rất là dài và mập như thế này. 200.000 1 kg cho cái dòng sơn thủy tiên này. Đó, toàn là thân hoa đã được lọc bỏ những thân già rất là kỹ rồi. Còn đây là giáng hương đuôi cáo, là loại lan đặc hữu của vùng Cao Bằng ạ. Cái chỗ cáo bên này là cây to cô chú anh chị nhá. Đa phần là cây rất là to luôn đấy ạ. Cây rất là to khủng ạ. Nhiều cây to. Không phải cây nào cũng to mà đa số là cây to nhé. Hàng này chắc khoảng tầm khoảng 6 7 cây hoặc 8 cây 1 kg thôi ạ. Cái chỗ cây to này. Giáng hương đuôi cáo cây to này em xin phép được bán với giá là 160.000 1 kg cô chú anh chị nhá. Còn lô bên trong này là hàng nhỏ hơn. Hàng giống này cũng có nhiều cây. Nói là hàng giống nhưng mà nó cũng đã cho hoa rồi đấy ạ. Nhiều cây. Đây, nhiều cây như thế này năm ngoái cũng đã cho hoa rồi này. Đó. Cũng có nhiều cây xếp rất là xinh này. Đấy, cái chỗ này thì em sẽ bán hàng giống với giá là 120.000 1 kg ạ. Đó, hàng giống của chú anh chị nhá, cây nhỏ hơn ạ. Còn bên kia là cây lớn hơn. Chỗ này, cây này thì chắc là tầm 10 cây trở lên trên 1 kg đấy ạ. Hàng rất là tươi đẹp, tuy nhiên là nó nhỏ thôi cô chú anh chị nhá. Nhỏ ạ. Em bán 120.000, còn hàng cây này rất là to. Rất là to đấy ạ. Giá là 160.000 1 kg nhé. Còn bên này là cái lô hoàng thảo chuỗi ngọc ạ. Hoàng thảo chuỗi ngọc hàng hiện tại thì đang nụ như thế này. Nhìn cực kỳ là mê luôn. Đấy ạ. Rất là mê luôn này. Như đây là có một cái mầm nụ, đây một mầm nụ. Mỗi một mắt nụ như thế này nó sẽ có vài bông hoa ở trên đó nhá. Hoa thì rất là đẹp luôn, cái hoàng thảo chuỗi ngọc này này. Cực kỳ là bền và hoa rất là đẹp luôn, sắc hoa rất là đẹp luôn ạ. Em bán với giá là hoàng thảo chuỗi ngọc em xin phép bán với giá là 200.000 1 kg cô chú anh chị nhá. Và hàng này là hàng rừng và cây chuỗi ngọc thì nó cũng có cái sự thắt đốt này. Thắt đốt ạ, chuỗi như là cái những cái chuỗi hạt ngọc ạ. Nên là nó cũng rất là dễ bị gãy. Cái này thì em bán với giá là 200.000 1 kg ạ. Rồi tiếp theo đây là kim điệp xuân này.
các cái giả hành to bự chảng luôn ạ, nhìn cực kỳ là thích luôn. Kim điệp xuân cũng chuẩn bị đến mùa hoa rồi ạ. Em bán với giá là 150.000 kg cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo đây là hoàng thảo môi tua này. Hoàng thảo môi tua xanh mướt mượt luôn như thế này này, cực kỳ là thích luôn ạ. Em bán với giá là 120.000 một kg cô chú anh chị nhé. Tiếp theo đây là hoàng thảo long tu đá à, long tu xuân đấy ạ. Lô hàng về thân nào thân đấy, mập ú ụ rất là to đẹp như thế này đấy ạ. Dòng này thì thực sự là rất là đáng chơi, rất là dễ thuần dễ trồng, mặt mặt hoa vô cùng đẹp luôn. Em bán với giá là 250.000 một kg cô chú anh chị nhé. Đây là cái thời điểm rất là thích hợp để mà cô chú anh chị ghép cái dòng long tu xuân này rồi đấy ạ. Đó, hàng rất là đẹp luôn ạ. Tiếp theo đây là hoàng thảo trúc mành này. Hoàng thảo trúc mành đấy ạ. Hoàng thảo trúc mành thì nếu như cô chú anh chị nào đã được ngắm sắc hoa rực rỡ của nó thì thực sự là sẽ rất là vô cùng là mê luôn. Nhìn thân của nó rất là mỏng manh này. Tuy nhiên thì cái hoa của nó vô cùng đẹp luôn đấy ạ. Đây có những một số cây đang nhú nụ ra rồi đây. Em phát hiện ra cây này đang nhú nụ rồi đấy ạ. Đó. Đấy. Hoàng thảo trúc mành em bán với giá là Hoàng thảo trúc mành em bán với giá 280.000 một kg cô chú anh chị nhé. Rồi đây tiếp theo là ngọc thạch ba màu ạ. Ngọc thạch ba màu Bắc á. Hàng này sẽ chắc chắn chuẩn là cho ba màu cô chú anh chị nhé. Hàng rất là đẹp ạ. Căng thân căng mượt khỏe như này. Em bán với giá là 160.000 một kg thôi ạ. Tiếp theo đây. Hoàng thảo trầm tím. Hoàng thảo trầm tím. Cái dòng lan mà gần như tất cả mọi người chơi lan đều có ít nhất một giò trong sân vườn của nhà. Đây, hoàng thảo trầm tím nhé cô chú anh chị nhé. Nhìn cây thì rất là khô và các cái tay hoa đã được cắt tỉa sạch sẽ và rất là nhiều thân tơ nhé. Cái lô hàng này này rất nhiều thân tơ và cái mầm hoa tay hoa là ít bị gãy dập. Hàng rất là đẹp nhé, hàng như vậy là rất là đẹp cô chú anh chị nhé. Hoàng thảo trầm tím em bán với giá là 800.000 một kg ạ. Cũng có cây ngắn, cây dài và đặc biệt là rất nhiều tay hoa. Cái lô hàng rất là đẹp luôn. Đấy, 800.000 một kg cho dòng hoàng thảo trầm tím này. Và đây là cái mặt hoa của dòng hoàng thảo trầm tím đây cô chú anh chị nhé. Nở thực tế tại sân vườn của nhà em luôn. Và cái cây này thì đây cô chú anh chị xem ạ. Cái khuôn bông quá là đẹp luôn. Khuôn bông rất là tròn. Môi đẹp, mắt đẹp đấy ạ. Cực kỳ là xinh luôn như này. Đó. Em xin nhắc lại trầm tím em bán với giá là 800.000 một kg của chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo bên này là em có đai châu này. Đai châu hàng bắc rừng ạ. Hàng bắc rừng. Và cái mùa này là mùa khô hanh, mùa đông khô hanh. Nên là những cái cây thì nhìn cũng đây, nó cũng teo tóp mất nước như thế này. Nhưng mà thực sự thì là các nhà vườn mà người ta lấy cái thời điểm bây giờ thì cực kỳ là lợi cân. Nên là người ta rất là muốn lấy vào cái thời điểm này. Bởi vì nó lá nó không căng, không căng. Nên là với cả cái mùa này mưa ít nên là nó sẽ rất là ít bị thối nhũn đấy ạ. Nên là các nhà vườn người ta sẽ cho vào vườn rất là nhiều luôn đấy ạ. Thời điểm cực kỳ là thích hợp. Mua lợi cân và ghép thì rất là an toàn. Cái hàng này thì đây cái loại này dòng này thì mỗi 1 kg nó sẽ rơi vào khoảng tầm 14 đến 20 cây trên 1 kg cô chú anh chị nhá. Đó. Nhìn thì nó cũng teo tóp như này, em bán với giá là 450.000 một kg cô chú anh chị nhá, 450.000 một kg ạ. Còn cái bên này thì cây to hơn này. Bên này to hơn khoảng tầm 7-8 cây 1 kg. 7-8 cây hoặc là 3-4 cây 1 kg đấy ạ. Đó. Nhìn thì nó cũng tình trạng mất nước như hàng bên kia thôi. Cái tình trạng chung rồi ạ. Em bán với giá là 460.000 1 kg cô chú anh chị nhé. Đấy, với cây to thì em bán 460.000 1 kg này ạ. Đó, cô chú anh chị xem cái lô hàng này. Cũng khá là đẹp như thế. Còn ở đây em có mấy cái hình này em bán đây ạ. Đây là phi điệp vàng này. Cái chỗ này cực kỳ là nhiều mầm như thế này. Cắt tỉa sạch sẽ. Chỗ này rất là nhiều luôn cô chú anh chị nhá. Được rất là nhiều mầm luôn này. Em bán toàn bộ cái chỗ này là 150.000 cô chú anh chị nhá. Đó. Rồi sang bên này là cái bó này hoàng thảo long nhãn. Ngắn ngắn xinh xinh. Em bán 50.000. 50.000. Còn ở đây em có hai cái hình quế lan hương này. Hai hình quế lan hương hình số 1.
Hình số 1 này có 3 cái ngọn lá xếp rụt rịch cực kỳ là đẹp. Chất lá đẹp nhá cô chú anh chị nhá, chất lá rất là đẹp và hàng lá xếp rất là đẹp nhá. Cây này thì có bị gãy ngọn nhưng mà nó mọc lên bổ sung lên ngọn khác rồi này. Đó, đây là hình số 1 cô chú anh chị cùng ngắm cho em ạ, rất là đẹp luôn. Em bán hình này với giá là 380 nghìn nhá. Hình số 2 là một rễ quế. Một rễ quế có 2 ngọn xếp quá là đẹp luôn. 2 ngọn quế cực kỳ tuyển đẹp như thế này. Em bán với giá là 550.000 nhá. Đây ạ, cái chất lá bóng xếp rụt rất là đẹp luôn. Đấy, rất là nhiều cặp lá nhá. Rồi còn bên này thì em có một cái hình dáng, hai hình dáng hương đuôi cáo này nguyên bản này. Hình số 1, hình số 3 có hai giò nguyên bản, đây là một cây xếp thẳng tắp này. Một giò thứ nhất này. Giò thứ hai cũng có hai ngọn xếp rất là thẳng này, đẹp này. Đấy, cái hình này em bán là 200.000. Gồm có hai giò có dáng hương đuôi cáo nguyên bản. Còn bên này là hình số 4 có 3 giò nguyên bản. 3 giò nguyên bản đây, mỗi một giò có một ngọn thôi cô chú anh chị nhá. Đó, mỗi một giò một ngọn như thế này này. Đây ạ. Đó, em sẽ bán cả 3 giò này với giá là 120.000 ạ. 120.000 cho 3 cái giò cáo nguyên bản này, là hình số 4. Dạ, đây là tất cả những cái mặt hàng lan hôm nay nhà em có này, mong các cô chú anh chị sẽ ủng hộ cho em nhé. Và em xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn ạ. Lô quế quá là đẹp luôn.